Rồi các bạn thấy không? Rồi đi. Xe nó chạy chậm chậm mình cứ từ từ thôi. Đúng rồi. Rồi mình kêu anh nó giảm lại rồi anh 60 ơi. Mai là đưa tay giảm giảm rồi anh cứ đập kiểu này là tiêu rồi. Đi. Anh 60 cẩn thận anh 60 ơi. Nè mình mở cửa ra cái tay mình giảm giảm rồi nhưng mà cái anh đó anh vượt lên anh đập nhanh quá các bạn. Mình nhắc không nổi rồi. Rồi anh cứ đi bình thường, đập ga lên bình thường 50 thôi nha. Đó, biển số 60 không biết lên chỉnh đừng có đập quá là tới một chuyện. Tại sao mình đưa tay ra mình giảm luôn xong các bạn? Không. Đó, hên xui nha, hên anh đó anh biết á. Hồi nãy anh taxi anh cứ chạy cà gề mình lấn làn đường cũng mới ngăn. Đó. Thật là vô mốt quá đi thôi. Quên nữa gắn đây luôn cho các bạn coi nè. Thấy chưa? Rồi, một xe đôi bắn. Đôi bắn. Xe 72 mới chịu chứ. Trời, xe tập lái luôn. Bắt luôn xe tập lái luôn các bạn. Có ông thầy cái bên luôn. Mà biết sao có ông thầy cái bên sao kỳ vậy? Khổ thiệt. Đồng nghiệp tôi bị bắt gầu. Nhiều lắm. Ý y cũng không được các bạn. Rồi xe đen có chừng. Để tôi coi xe đen có bị bắt không. Nhớ anh bây giờ chút xíu nè. Có xe nào chạy lên nhanh đó mình đá đèn ha. Đá đèn cho người ta biết ha. Đó. Dạ anh đi tiếp. À, bây giờ mình đá đèn đá bằng cách nào hai cái ha. Đó, cho giảm cái tay lại. Đá đèn xuống. Rồi, anh đi tiếp. À, đá đèn nè. Đá đèn báo hiệu cho anh ta biết ha. Ừ. Nói chung là mình nhắc nhở cho anh em, tại vì anh em nhiều khi không biết. Chứ tốn lúa lắm các bạn ơi. Nhưng mà cố tình thì khác nha, cố tình thì các bạn chịu thôi. Chứ mà các bạn mà đi kiểu à, mình nhắc như vậy mà anh em nào không biết thì gán chịu nha. Thì cái tôi có tâm lắm á. Nhiều người ghét tôi mà gán chịu. À, đá đèn vậy mà có người không biết luôn. Nhất thứ nhất á, mình sẵn đây mình chỉ cho các bạn cách nhận biết được có lực lượng cảnh sát giao thông khi có nhiều người báo hiệu ha, báo hiệu cho mình thì các bạn đá hai cái đá đèn ha, đèn pha đó đá hai cái rồi các bạn cái tay các bạn á đưa về cái kiêng lái trước á các bạn giảm xuống nè, xe này chạy nhanh nè đó giảm xuống ha, thấy rồi. Đó anh thấy rồi đó, nhưng mà gáp chạy gáp nhưng mà nhiều khi anh em người ta không cũng không biết luôn đó, thì sẵn đây clip này mình sẽ khi các bạn chạy các bạn thấy mà thấy xe bên đối diện đá đèn thì các bạn phải để ý có cái chuyện gì đây à, anh em nên chú ý nha. Đó, đa số thì có đá đèn cái đó có lực lượng nhìn cái xe thông. Còn nên có nhiều trường hợp hỏi là đá đèn hỏi là sao, là lắc cái tay, là lắc cái cổ tay á, lắc vậy nè đó, đá xong cái lắc cái đó người ta biết là mình hỏi có không. Nếu anh em nào biết anh em sẽ trả lời là không lắc tay lại, còn anh em nào không biết thì im nghe luôn. Còn anh em nào mà biết rồi có giao thông thì đè cái tay xuống như nào bạn đó vậy thôi. Chỗ chỉ quá trời luôn á, mong ai đăng ký kênh tôi chán thiệt chứ. Mọi người nhớ đăng ký kênh tôi nha, bật chuông thông báo để đón xem những video clip tiếp theo có những cái tình huống xử lý cái tình huống cho các bạn. Thì trên TikTok mình cũng có đăng nhưng mà hạn chế lắm các bạn ơi, nghiêng ra cái nó sắc không ảnh cán vạch liền không sao nha, không có cần phải đi đúng vạch nha. Rồi, có chướng ngại vật là mình ưu tiên mình né chướng ngại vật chứ ai cần đâu mình né cái vạch. Không? Rồi, đi tiếp. Nhiều khi anh em ta không biết, ta đi hơi lố chút xíu cũng bị lụm. Tốn tiền. Ra để chơi không được vui, bị phạt không được vui. Không? Thay vì cái đó ăn hải sản cuối cùng cái thôi bị phạt rồi, nghỉ ăn hải sản đi. Mình ăn hủ tiếu bánh canh này về. Nó nhiều cái lắm, gọi là kinh nghiệm đường trường của mấy anh em tài xế. Hồi xưa tôi chạy xe tôi cũng vậy đó, đá đèn hỏi xin này nọ các kiểu, bên kia hỏi mình trả lời cho người ta ha. Còn ai mà cố tình nó khác, cố tình thì bắt nó phải. Không phải là giống như là mình
mình làm cái clip này để mình phanh phui cho các bạn, mà chỉ cho các bạn những tình huống, những tình tiết, nhất là những bạn mới chưa có va chạm ngoài đường thực tế, hoặc những anh em cũ lái đi nữa, lái sau này lái cũng không có kinh nghiệm giống như hồi xưa mấy anh em ta. Hồi xưa ta ôm xe ta chạy, hồi xưa chưa có 4 chấm, mới có 2 chấm 3 chấm, xe nó cũng còn gọi là nó chưa có kỹ chức năng nhiều, ăn thua là do kỹ năng thôi đó, đa số là kỹ năng là nhiều. Đây thì 50 các bạn mà chạy quán khúc đó, trên dốc đó còn có quán khúc ngay chỗ bảo tàng, trên kia bảo tàng bên khúc kia. Rồi bây giờ đến phần tiếp theo chuyên môn lại nè, bây giờ một chút xíu anh sẽ leo lên dốc núi ha. Đây là một trong những bài tập cho các bạn mới ha, để tập leo núi leo đèo dốc. Rồi anh đi đập ga nhẹ cho em đi đó. Rồi mình vẫn đi bình thường, anh không cần phải đập thắng lại, anh chỉ cần giảm tốc độ, dở chân ga ga, anh di chuyển số từ vị trí chữ D qua số 2 để mình leo núi. Nếu mà cái núi nó có chớn nhiều, có dài rộng thì mình chỉ cần đi D nếu mà đi 2. Còn ở đây núi nó hẹp và nó chật, có độ dốc hơi cao thì mình đi chữ D. Nên là đi chữ D không hợp lý, mình sẽ đi số 2 để hợp lý hơn. Đi D cũng được nhưng mà nó sẽ gỉ mãi. Đây mình tập luôn mà, đi D vẫn được nhưng mà đây mình tập cho các bạn đi để thay đổi số. Còn khi đối với xe số động, khi nào mà phải dừng lại để thay đổi số là chỉ có một cái gọi là số D và số B là đổ thôi nha các bạn, lưu ý nha. Còn di chuyển M cộng trừ S Sport thể thao, các bạn cứ giảm tốc độ các bạn di chuyển số. Rồi anh mở xi nhan phải giùm em đi. Đúng rồi, thay đổi số, kéo nhẹ cần số xuống cái, đừng có thắng gì hết, kéo nhẹ. Rồi một nấc thôi, anh kéo hai nấc rồi nó qua chín L, qua ngay chỗ taxi anh leo dốc nha. Cứ từ từ thôi, không cần gấp đó, anh cứ nhẹ nhẹ vô đó. Rồi ngó kiến hậu, thủ thắng, thủ thắng. Rồi anh đánh lái lên nhẹ nhẹ nữa, đều đó. Rồi buông thắng ra thủ mà chứ đâu đập thắng. Rồi anh đạp ngay nhẹ chút xíu cho em. Rồi đạp ra nhẹ, trả lái nhẹ, đúng rồi, cứ đều giống như tay ga mình gồ nó, thấy không? À tốt, đó vậy thôi. Mới vừa khen cái tốt cái nụn nụn vừa thôi, bạo lực quá. Rồi ok, ở đây thì nếu mà trường hợp có xe xuống thì mình bên phải chống thì mình sẽ nhường cho người ta, còn trên người ta không có chỗ chống thì mình phải nhường vậy thôi, chứ đừng có lúc nào cũng đem cái cuốn sách ở trên phải nhường dưới. Anh lên đó anh quay đầu lại, quay đầu lên trên luôn nha. Rồi anh mở xi nhan trái báo hiệu cho ở dưới người ta biết, lên trên cao chút xíu, lên chút xe cao chút xíu rồi mới đánh lên nữa. Rồi hết lái qua, đừng có đập ga, từ từ đập ga, thủ thắng, thủ thắng trước. Rồi xe nó không có tuột đâu. Rồi anh trả lái lại dần dần, trả lái dần dần nữa, đúng rồi. Rồi bây giờ anh mới đập ga nhẹ nè, đó vậy thôi, có gì đâu, thấy không? À có mấy đứa học sinh nó chạy nó bàn vậy, đúng rồi luôn à. Rồi anh đập ga tiếp nhẹ nhàng, ok. Chút xíu mình xuống núi mình uống cà phê, cái mình qua bên Long Hương mình ăn bánh canh Long Hương à. Thì có bánh canh gì đâu mà bán, mà tôi ăn một tháng tôi ăn có thể 10 ngày tôi chưa ngán, chán thiệt. Rồi cứ giữa làn đường cầm hai tay, leo núi cầm hai tay cho em đó, tốt. Quán cà phê bên phải là mình đã review rồi nha, anh cứ bám giữa làn đường cho em đi, đừng có sợ né quá mình dướng người ta, thấy không? Thả lỏng cái tay nha, ghì quá. Đó. Rồi nghiêng, giữ đó, giữ đó, giữ đó. Rồi đặt ra, anh nghiêng xong anh giữ đó, coi cái xe nó vô không, nó vô thôi. Cái anh cái nghiêng rồi xong cái đánh nữa, đánh nữa, đánh nữa, nó vô cụp lề, thấy không? Rồi anh tiếp, mình phải cảm nhận được. Rồi sau này các bạn phải nhớ là cảm nhận được cái cung đường này đánh cần đánh bao nhiêu vòng, mình trừ hao là biết liền à. Dễ lắm, giống cái cung đường này chỉ cần là nửa vòng lái ra, thấy không? Nửa vòng lái là nó vô rồi. Rồi anh chứ nghiêng đúng nửa vòng lái coi nó có vô không? Đó, rồi anh đạp ga coi đúng không? Thấy chưa? Nghiêng thêm chút xíu nữa nè. Đó, thiếu thì thêm nè. Đó, rồi anh trả lại nhẹ. Ok. Chào mừng quý vị đến cái kênh tập thở oxy. Hiện tại bây giờ một anh đang lái lên ngọn hải đăng giống như là đi bộ lên trên đó.
vạch đó anh cứ cán bình thường nhẹ nhàng chứ sợ chúng ta ha, đừng có bẻ vô trong quá, cái lề nó bằng bê tông. Các bạn bám sát làn giữa, các bạn lưu ý nha, các bạn cứ cán bám sát làn giữa, hơi cán vạch chút xíu không sao. À, nhiều khi né quá mình cứ né vô trong cái lề đó, không nó diêu cạy vô cái mâm chày mâm rồi thứ hai nó lạc ta lái, mình bẻ lái không được, nó sẽ lạc ta lái. Như có bữa có xe nó leo lên gớt cục điện nhỏ rồi. Trời, anh đập ra điều nhẹ, giữ điều chân ga, đúng rồi, tay bẻ thôi. Tốt. Chương trình tập thể lực bắt đầu, leo núi bắt đầu. Tốt, ổn rồi đó, ha. Xích ra ngoài anh. Trời ơi. Bê tông ở trong nó. Tốt dạ, tốt. Trong thì đập ra tiếp. Nhưng mà chút xuống á, nó dễ hơn chút xíu là xuống là mình sẽ lên số nào xuống số đó. Thấy không? Đây là một trong những cái bài không thể thiếu đối với những bạn mới. Sau này các bạn cũng phải trải nghiệm con đường đèo dốc. À, nên cái tại sao mình hay lựa chọn, hoặc đặc biệt các bạn đều lựa chọn cung đường luyện lái là Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. À, Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Nó hội đủ các yếu tố con đường để cho một cái bạn lái yếu thành lái trung bình hoặc là lái tốt. Rồi, anh lên trên luôn nha. Đó, ngay chỗ xe đen xuống ha. Chậm đây thôi, chậm đây thôi. Rồi, gà thắng nhẹ là cho em đi. Đúng rồi. Rồi, gà thắng nhẹ, đúng. Rồi, anh buông thắng, cái đánh lái đều nữa. Đúng rồi, giữ đó cho em. Rồi, anh buông thắng ra. Đó, đạp ra nhẹ chút xíu. Nữa, đều chân gà, đúng, tốt. Nữa, rồi, trả lên lại nhẹ nhàng. Trả lại đúng rồi, chính xác, đạp ra tiếp. Cái tay trả nhưng mà cái chân vẫn đạp ra ha. À, đập ra nhẹ nhàng, ok. Rồi, hiện tại coi đồng hồ, nếu mà đồng hồ điện tử mà của Apple thôi, chắc lên nhịp tim chắc lên cũng cao lắm, huyết áp cũng cao lắm. Rồi, đúng rồi, đập ra nhẹ, đại đó, thiếu thì thêm, đúng rồi. À, chứ đừng đánh nhiều. Đánh nhiều cũng không tốt, đánh nhiều gọi là dư các bạn, dư xong trả nữa, mỗi tay, thấy không? Đánh vô cái thấy, nó còn thiếu chút xíu là thêm miếng, giống như nấu, nấu đồ ăn á, thêm mắm, thêm muối vô chút. Rồi, nhích nhẹ qua bên trái chút. Nhớ liếc ra sao giùm em ha, rồi đi tiếp. Giờ lấy lại vô nè, lý do mình mượn đường mà. Rồi, đập ra nhẹ, tốt. Cảm nhận thân xe giống như mình đang ngồi chung lên cái bạch vàng. Nó lâu lâu chấm chấm cái ngó bên phải nó sâu lắm đó, cho ngó bên phải cái trời nó cao ghê luôn. Chứ lo chạy thôi, ngó đường nó không vô mót đâu. Liếc vào mình cả trời cái gì cao dữ vậy. Cái này thì cái này mốt vô mấy cái chỗ mà giống như gửi xe mà trên cao của mấy cái chung cư siêu thị. Anh phải ghì vô cái cua là anh phải ghì giữ đó, chứ không anh thả lỏng, thả lỏng nó có chiều hướng nè, xe mình nó chả chờ lực lái á, nó chả về thẳng, thấy không? Khi vô cua cũng vậy, vô cua đổ đèo hay là lên như vậy, khi vô cua là phải bẻ xong gị cái tay lại, anh mà thả lỏng cái nó giật. Tại vì sao? Cái nguyên tắc một chiếc xe ô tô hiện tại bây giờ là khi đánh lái
trả lái là nó có hiện tượng là lúc nào nó cũng muốn trả lái về thẳng, trả lực lái, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ quẹo xuống bên phải luôn, xuống low cost mình quay đầu xe xuống, chứ lên trên kia sợ nó đông. Rồi anh đi xuống dưới low cost đi, ở trên kia thì mình đến ngay chỗ cô tiên nhưng mà sợ nó đông, đập xuống dưới đây thôi, rồi xong mình quay lên lại. Trời, mình quay lên leo lên lại xong mình leo xuống, bây giờ đang đổi dốc nè. À, nó có hai lựa chọn con đường cho các bạn nha, một là xuống low cost, hai là các bạn sẽ đi lên ngọn Hải Đăng luôn, là trên kia giờ nắng lắm, lên là không làm được cái gì. Ồ vui sao vậy, sao mà đập da vậy? Trời, đập lộn chứ ghê, đập lộn đúng không? Học dịch còn lộn mà. Đó, cung đường đây ngồi cũng mát đó, không đó low cost các bạn ha. Trời ơi, ô vui quá, rất là vui. Ok rồi, tôi chụp lại cái hình lại đây tôi gửi lại cho mấy bạn nha, lên chút xíu nữa đi, có những sòng bài. Rồi dừng lại đây, dừng lại đây đó, để thầy bấm vô chụp cái hình cái này kịch đó, vuốt lên cái coi đó, gõ là chụp này cái đó nè, đó gửi cho các bạn nha. Vui chụp nè đó, các bạn nào follow chụp tôi gửi cho. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay đầu lại xuống nha. Rồi anh mở xi nhan trái, đánh hết lái qua trái luôn đi ha. Rồi ngó bên trái coi có xe không? Không rồi, anh buông thẳng anh đi đó, cho cái đầu xe nó về sát bên cái lề đó, gầm cao thì nó khỏe, nhưng mà con cái mình cũng phải canh để mai mốt dù mình đi gầm thấp sao. Đỡ chút xíu nữa, rồi ok, ổng giờ trả lái ngược lại. Trời ơi vui ghê, em cái chục chiếc xe bộ dở hả. Rồi anh lùi buông thẳng ra. Rồi anh quan sát tiếng hậu và đồng thời ngó cam lui luôn, gà thắng nhẹ lại nữa cho nó sát luôn. Giờ dần đó, hành lái qua trái nhớ nha, cái điểm đỏ là điểm cuối cùng của cái cam, là không được qua đỏ nữa. Hôm nay mình sát cái này thấy không? Rồi anh coi cái phần đầu có qua được chưa, được không? Được thì qua đó, được cái nó thấy không? Rồi đi. Anh muốn thắng đi. Hiện tại nhịp tim đang ở độ mức cao và tâm lý chưa ổn định nên các bạn thông cảm. Rồi dứt. Đang bỡ ngỡ chưa đi, đi học lái xe chưa biết lần nào quay đầu xe hết nên chưa biết, nên còn đang bỡ ngỡ, đang canh điểm canh đó. Trời ơi vui ghê hả. Anh nghiêng qua bên trái đâu cần thiết, lúc nào cũng phải sát xe người ta, bên trái chống trơn à, mình đi di chuyển không. Rồi nhớ hồi nãy người ta di chuyển lên nè, thấy không, từ từ thôi nè, đó từ từ thôi nè, cái cảnh khúc này đẹp bên phải nè, trời ơi bé dễ thương ghê. Rồi đi tiếp. À, quyền hội nhóm thấy không. Đó, anh ta đi theo phái đoàn 60-70 hả? 70 60 Củ Chi bên Đồng Nai. Dạ, anh đi xuống dưới luôn nha, để trên xe có xuống không nha. Rồi, anh đi tiếp. Rồi, hồi nãy em có nói là lên xuống nào xuống chỗ đó đúng không? Đúng rồi. Rồi anh đang để chữ D, anh có hiện tượng xe nó trôi chớn rất nhanh, đúng không? Anh buông thắng thử coi. Ồ, thấy không? Đúng rồi. Rồi anh gà thắng nhẹ, đừng gà thắng đó, buông thắng, buông thắng, gà thắng mà chứ đâu phải đập thắng, thấy không? Đập thắng chút xíu mấy đứa nhỏ nó dướng sao, rồi gà thắng nhẹ đó, cho anh cảm giác được cái đề nó nhanh không. Rồi anh cứ đi bình thường, để đi để cho em cho cảm giác chữ đề nè, đi nhanh thế nào, thấy không? Rồi lúc này có hiện tượng anh đánh lái vô, có hiện tượng là khi các bạn vẫn đi chữ đề xuống dưới đèo dốc, các bạn vẫn đi được, nhưng các bạn gà thắng hoài luôn, không có lúc nào bỏ chân thẳng ra hết, thì lúc này có hiện tượng nó sẽ nóng
bố thắng lên và nó trái bố thắng và trái luôn cả đĩa. Khi nó trái lên nó sẽ mất, gọi là mất thắng các bạn. Rồi anh thay đổi số đi, buông thắng ra, anh buông thắng ra. Rồi kéo nhẹ xuống một nấc. Rồi hồi nãy em có nói rồi, thay đổi số từ vị trí D qua số 2 hoặc từ số 2 qua chữ D, không cần phải thắng lại. Các bạn lưu ý nha, vẫn còn nhiều bạn đã sẽ bị mắc lỗi cái này là chuyện bình thường. Lý do là hồi đó học số sàn mà, đúng không? Lần đầu tiên mới đi số tự động hơi bỡ ngỡ. Ai cũng vậy nha các bạn ha. Chứ mấy bạn mà cứng lái tốt mà đâu kiếm tôi đâu. Trời, ông kia ông bàn như đúng dồi luôn. Gậy chứ đừng có đẩy cái tay. Dạ buông thẳng. Dạ anh buông thẳng tiếp, buông thẳng tiếp. Ừ, đúng. Rồi khúc cua quay đầu xuống luôn nha, chậm lại chút xíu, nghiêng qua bên phải chút, đúng rồi, ta gọi là lấy gọng ha. Lúc này anh đánh lái vô. Rồi thứ nhất là anh thắng đừng có gấp quá, và thứ hai anh đưa buông thắng đừng có buông đột ngột quá. Anh thắng là anh gà ha. Thứ nhất cái thắng của mình đó, rồi anh trả nó lại dần dần, đập ra nhẹ chén. Khi cái thắng của mình á, nó có ba chế độ thắng. Thứ nhất là các bạn là thủ thắng, thấy không? Thủ thắng là khi chỗ nào đông vui này nọ nguy hiểm thì mình nên thủ qua chiến thắng để phòng hờ có giật mình đi nữa mình đập thắng. Thứ hai là gà thắng, là khi mình thấy nó tốc độ nó nhanh quá mình gà nhẹ, đè nó nhẹ nhẹ cho nó nặng cái chân thắng xuống. Và thứ ba là khi gần sát, gần va chạm mình mới đập thắng. À, thường thường những cái lỗi mắc phải của lái mới là vậy. Video leo dốc leo đèo, không thay đổi số, và kể cả luôn người cũ luôn. Tôi thấy rồi, nhiều người cũ còn đi đổ dốc đổ đèo vẫn đi chữ D và vẫn trả là chữ âm mò N. Đó, cực kỳ nguy hiểm nha các bạn ha. Đó, cực kỳ nguy hiểm. Với điều kiện là người nào mà lái tốt có kinh nghiệm thì người ta sẽ âm mò người ta đi đỡ tốn xăng. À, còn mình chưa xử lý được, đừng thấy người ta bắt trước. Làm được mình làm được, không có đâu. Mỗi người có kỹ năng riêng. Ok. Không sao, mới mà lần đầu tiên mới tiếp xúc mình đang đi chậm mà phải không? Cho nó an toàn. Anh tên gì anh biết không? Còn nhớ không? Nhớ tên không? Nhớ tên là ok. Sợ lên đây rồi xuống rồi tập trung căng thẳng quá. Quên tên luôn rồi tới không chuyện luôn, quên. Ô thầy tên gì là tới không chuyện luôn rồi. Thả lỏng người ra, ngó về trước cả đó, quan sát cảnh đẹp, gà chân gà thắng, nhìn cảnh đẹp đi, nhìn núi cho em, nhìn ông Phật luôn ha. Đó. Nhưng nhìn ở đó nhưng mà mắt vẫn liếc ở đây, đó gà nghiêng tay lái. Đó là mình tập kỹ năng rồi, thấy không? Vẫn nhìn phong cảnh nhưng mà tay vẫn bẻ lái, là mắt vẫn liếc xuống dưới đường để mình đi. Đó, chứ ai đâu mà cái tập trung đường ngoài lên núi không có ngó cảnh biển gì á. Đúng rồi, cái cua cắt là mình gà thắng nhẹ. Đúng, chính xác. Rồi, trả là nhẹ, trả. Đúng rồi, chính xác. Ok, ổn định chút xíu rồi đó. Bớt thở oxy một chút rồi đây. Cái nguyên tắc thì các bạn mới, các bạn nhớ ôm việc sát làn giữa cho mình nha. Lỡ gì có xe trên kia xuống, người ta có cứng người ta né mình, thấy không? Còn nhiều khi các bạn cứ sợ quá, các bạn lấy vô trong dướng xe máy hoặc là dướng vô cái lời tốt. Dễ thương, mình chắc mình xuống mình chụp check in luôn quá.
để cho mấy nó dễ chụp đi già. Lớn tuổi mình già lớn tuổi rồi, chụp gì nổi, ai ngó đâu. Sống ảo. Nó đâu phải sống ảo chứ, mới trẻ chứ. Rồi hiện tại chúng tôi đang đi tốc độ rất cao, thì tình luôn em. Đang đổ đèo dốc với tốc độ là 20 km/h. Nhưng mà không sao, đang yên tâm, đang lên được 30 rồi các bạn ơi. Dữ đó. Rồi cái vật cố định là anh phải né đó, còn vật di chuyển bên kia là anh có nhích bên đi nữa người ta sẽ né mình ha. Rồi uống cà phê không? Uống cà phê không? Cà phê này thử đẹp luôn nè. Rồi rồi, ok đúng không? Rồi. Giờ bây giờ đậu ở ngay chỗ xe chắc. Ê, nãy em quên, nãy lên trên kia luôn là đẹp rồi. Đậu đây đi, đậu đây. Dạ đúng rồi, đậu đây giùm em. Rồi anh trả lại chính nợ giùm em đi. Rồi kéo thân tay giùm em. Đúng, kéo mạnh lên luôn tại cái dốc. Đúng rồi, trả lại chữ B cho em. Rồi ok. Rồi ở đây nè, mình chỉ cho các bạn thấy cái lề nó cao không. Khi cái lề cao các bạn đừng có chạy sát vô nha, đừng có chạy sát vô. Các bạn lấy gọng ra, các bạn đưa cái đầu lên, thấy không? Rồi cái phần đuôi nó sẽ cụp vô trong, rồi các bạn gài xuống lui lại. Đó, gài xuống lui lại trên dốc thì bắt buộc các bạn phải đạp gài rồi. Đó, đạp gài phải nhẹ nhàng nha, đạp đừng có bạo lực quá nha. Ok, đậu đây thôi. Đó, trả lại chữ B, kéo là phải nghe tập 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 nó cứng nha. Trời, trời cái quán cà phê này chỗ của tôi nè, thấy không? Rồi, tôi lại lên núi các bạn ơi. À. Ừ. Quán cà phê này mình đã nói nhiều ha. Rồi, ok, nãy quên nữa, nãy mình lên cái đường kia, nãy mình xuống mình chạy lên luôn trên đây luôn. Chạy lên cái dốc ở trên luôn, khỏi đậu đây. Trời ơi, quên hoài. Đó. Giờ thôi mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Cái quán cà phê Nali này nữa, mình đã có làm clip rồi, các bạn vô coi giùm mình nha.